Hello anh em, hello anh em đang buộc lưng xe nha. Rất nhiều, 500 bộ cơ. Đây là lưng xe của mình nè. Và tối nay thì có hẹn với cả, chính ra thì có bốn anh em cơ, nhưng mà mình cũng đoán trước rồi. Gọi điện thì chắc là chỉ có một hai người đi được là cùng, thế là loanh quanh chỉ có một người đi được thôi. Thì hôm nay mình sẽ hành trình đi câu đêm anh em nhé. Đó, mồi lăng xê thì mình đã trộn xong rồi. Bây giờ công việc còn lại là chỉ việc đi câu thôi. Hello, ok. Hello, money, ok. Bây giờ trong khi chờ bạn Huy đến thì mình sẽ nắm mồi lăng xê. Mình sẽ nắm nắm mồi lăng xê anh em nhé. Đó. Mồi lăng xê thì mình hướng dẫn quá nhiều rồi. Đó, mồi lăng xê thì hướng dẫn quá nhiều rồi. Đây là mình nắm sẵn rồi. Bây giờ đây là mình trộn sẵn rồi. Đây là 5 bộ lăng xê để mang đi câu tối nay. Thì như các bạn thấy đấy thì mình đi câu ở cái hồ 100.000. Và cái hồ này thì rất lâu rồi không thả cá anh em nhé. Và rất chi là nhiều anh em đã ra thực chiến ở cái hồ đấy. Kiểm nghiệm một cái hồ đấy rồi nhá, nhiều anh em, không phải một mình nhá. Khi mà mình úp lên cái video nổ địa chỉ đấy thì và trước cái lúc đấy thì cũng rất nhiều anh em trên kênh của mình đã ghé thăm cái hồ này câu rồi. Độ khoai của nó thì anh em thừa biết. Mồi câu lục thì đã ok rồi, nhưng mà còn mồi câu lăng xê thôi. Mồi câu lục thì mình hẹn anh em vào thứ bảy tuần tới mình sẽ đi câu lục. Thứ bảy tuần tới nhá anh em nhé. Thứ bảy tuần tới mình sẽ đi câu lục. Và hôm nay mình sẽ đi câu lăng xê. Khi mà thính câu lục có rồi thì mình sẽ một buổi đi câu lục và một buổi đi câu lăng xê anh em nhé. Hai anh em hẹn nhau là 5 giờ thì bạn Huy bạn ấy qua đây và hai anh em ngồi uống chè đàm đạo một chút, sau đấy thì đi ra hồ câu và chúng mình câu đêm anh em nhé. Mình mang theo một cô em nữa đi câu. Đó, mình nắm mồi trước ở nhà để khi xuống đến hồ thì mình chỉ việc nắm mồi thôi. Xuống đến hồ mà ngồi nắm mồi nữa thì nó rất chi là lách cách anh em hiểu không? Đó, mồi câu thì anh em thấy mình trộn mồi lăng xê rồi. Nó có hai thể loại, một là nhão hai là khô. Nay mình trộn mồi khô nhá. Nhão thì nhão hẳn, khô thì khô hẳn. Khô như này thì xuống nước thì nó cũng dễ bung. Và nhão hẳn thì xuống nước nó cũng dễ bung. Khi mà anh em trộn mồi lăng xê ẩm ẩm ương ương ấy, xuống nước thì lôi lên cả tiếng đồng hồ nó vẫn còn nguyên cái cục mồi ấy, chưa đạt yêu cầu anh em nhé. Mình câu hai cần lăng xê anh em nhé, tại vì cái hồ này người ta cho câu hai cần mà mình câu hai cần lăng xê, nhưng mà mình cứ nắm trước năm cả năm cục vào đây. Khi mà xuống ấy thì mất một khoảng thời gian đầu ngồi chờ đợi thì ngồi chơi thôi, chém gió thôi, không phải nắm mồi. Mình chỉ sợ là tối nay trời nó sẽ mưa thôi, nên là mình có mang theo một cái ô. Đây là cái túi đồ câu lỉnh kỉnh rất chi là nhiều.
cũng nhắn tin qua cho bạn Huy rồi, gọi điện qua cho bạn Huy rồi. Hẹn nhau là 5 giờ thì tập trung ở quán nhà mình rồi uống chè rồi đi. Đó. Bạn Huy cũng câu lăng xê nhé. Thì mồi của anh ở đấy trộn thôi. Thực ra thì để mà bắt được con cá cái hồ này thì cũng rất chi là khó đấy anh em ạ, không phải dễ đâu nhé. Mình hy vọng cái clip hôm nay khi mà đi câu đêm này thì mình hy vọng không ngón được một con to to khoảng tầm trên cân là mình hạnh phúc lắm rồi. Thế là đạt yêu cầu rồi. Anh em nào mà không tin đấy thì cứ đi ra hồ đấy câu thử đi nhé. Anh em nào đấy, lại anh em nhắn tin đến. Anh em nào mà không tin lời mình nói, anh em có thể ra trực tiếp cái hồ này thực chiến đây. Rất chi là nhiều anh em đã đến rồi đấy, đã đến thử cái hồ câu này rồi. Mình chém gió làm gì. Ok anh em, 5 cục lăng xê được nắm trước nhá. Thì do là câu buổi tối, mình sợ cái trường hợp mắc miếc đứt lăng xê thì mình sẽ mang đi 6 bộ lăng xê. Chắc là chỉ khoảng hơn 1 cân mồi thôi, khoảng cân 2 cân 3 mồi thôi, không nhiều anh em nhé. Nhưng mà để mà ngâm lì ấy, ngâm lì thì nó cũng có thể được đến sáng đấy nhá. Bây giờ mình không lôi lên, mình chơi trò được cá mới lôi lên cơ, thì cũng rất chi là lâu đấy. Rồi, à mấy anh em hôm trước thì có một bạn bạn gọi điện cho mình. Bạn bảo là cây bạn ấy câu cái dây này nó bị đứt này. Nhưng mà thực ra bạn ấy lấy lăng xê rất chi là lâu, mấy tháng rồi rồi. Anh em câu cái này một thời gian thì anh em phải kiểm tra nhá, sức thì anh em phải thay. Ok. Ok, chờ mình một chút xong rồi. Đó, đây là túi một lăng xê anh em nhé. Đây, ra đây. Có khách anh em. Đây là đồ câu mình chuẩn bị để đến tối đi câu này. Rồi, đến hôm nay mình chuẩn bị pin kỹ càng. Tối ra hồ thì chim chóc anh em nhé. Ok, chào các bạn.